Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại kênh Hoàng Tiền Remoto của mình nha. Hôm nay mình lại tiếp tục đến cửa hàng Honda nằm trên đường ở Lê Văn Khương, phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thì nhân tiện đây, mình sẽ giới thiệu đến các bạn so sánh sự đẹp đẽ cũng như là sự không đẹp của hai dòng sản phẩm, đó chính là con E-Plus 2019 và con E-Plus 2020. Đây, bây giờ mình sẽ cùng bắt đầu trải nghiệm hai con này nha, coi hai con này thì có cái gì đẹp, ưu điểm gì và khuyết điểm gì, thì các bạn cùng trải nghiệm và đánh giá với mình nha. Thế thì bắt đầu thôi. Trước tiên là về phần thiết kế đầu nè, các bạn thấy thiết kế đầu của con E-Plus 2019, cái này chỉ là một miếng nhựa thôi nha các bạn, chỉ là một miếng nhựa thôi. Theo như mình đánh giá thì cái đầu của con E-Plus 2019 xấu hơn so với E-Plus 2020, và nó không có cứng cáp bằng E-Plus 2020 các bạn. E-Plus 2020 thiết kế rất là đẹp, thiết kế liền luôn nè, đó liền luôn, còn thiết kế rất là đẹp, hai tông màu xanh và màu đen, nhìn nó không có rời rạc như con E-Plus 2019. Về tay thắng thì hai con cũng khá là giống nhau, không có gì khác biệt hết. Xuống một chút xíu là về phần mặt nạ trước. Mặt nạ trước của hai con thì theo như mình đánh giá, E-Plus 2019 cái mặt nạ trước của nó có vẻ gọn gàng và nó thon gọn hơn, còn so với E-Plus 2020 thì nhìn nó hơi bè một chút xíu nha các bạn. Hơi bè một chút xíu, các bạn có thể nhìn ra so sánh thôi không? E-Plus 2020 thì nhìn nó hơi bự chút xíu, còn 2019 thì nhìn rất là gọn gàng, rất là gọn gàng và nhỏ gọn. Đèn xi nhan của E-Plus 2020 thì để ở trên đây, trong khi E-Plus 2019 thì nó được tích hợp chung với cái đèn pha luôn nha các bạn. Đó, nó tích hợp ở đây luôn, trong khi E-Plus 2020 thì nó được đẩy lên khung sườn rồi, còn đèn pha thì nằm ở dưới đây. Nếu đánh giá về độ, nói chung là độ ngầu thì theo như mình thấy thì E-Plus 2020 cái mặt nạ của nó nhìn nó ngầu hơn, nó mới lạ hơn, đẹp hơn so với E-Plus 2019, nhìn nó hơi đơn giản một chút xíu các bạn, rất là đơn giản, không có gì gọi là nổi bật hết. Đây, về phần thắng đĩa của hai con đều sử dụng heo dầu Nissin nha các bạn, heo dầu Nissin Combi Pie. Về kích thước bánh thì E-Plus 2019 sử dụng bánh 80 90 14 inch MC, cũng giống với E-Plus 2020. Nói chung là hai con đều sử dụng bánh 14 inch hết nha các bạn. Sử dụng thắng đĩa trước. Tổng thể về mặt trước thì theo như mình thấy thì hai con tổng thể về mặt trước thì E-Plus 2020 mặc dù nó thiết kế bự hơn nhưng mà nhìn nó đẹp mới lạ cũng như là hiểm hóc hơn, còn E-Plus 2019 thì nhìn rất là đơn giản, nhỏ gọn, đơn giản. Về phần thiết kế mặt đồng hồ, các bạn có thể thấy mặt đồng hồ của hai con. E-Plus 2019 thì vẫn sử dụng mặt đồng hồ cơ bình thường, còn E-Plus 2020 thì đã sử dụng đồng hồ điện tử. Nhìn cái mặt đồng hồ của nó thì nó cũng ngầu hơn. Các bạn so sánh thiết kế là ngầu, ra sau có vẻ hình như nó cải tiến nhiều hơn các bạn. Hai con đều trang bị chìa khóa smart key các bạn, khóa smart key
trong khi đồng hồ của Honda Elite 2019 đây các bạn thấy chỉ có một chỗ nhỏ xíu này là về điện tử thôi, thì Elite 2020 nó trang bị nguyên một cái màn hình điện tử luôn. Về thiết kế các nút bấm thì hai con cũng khá là giống nhau, không có gì thay đổi hết. Đèn xi nhan rồi còi, bên phải là Indie Stopping, đèn cũng như là đề. Có một sự khác biệt ở đây đó chính là con Elite 2019 thì ở đây nó có cái nút mở đèn các bạn, trong khi thì Elite 2020 đã không còn rồi, nó đã tinh giảm rồi, cho biến mất luôn rồi, out luôn rồi. Hai con này theo như mình thấy thì độ cao nó ngang bằng nhau các bạn. Về phần để chân thì hai con cũng khá giống nhau, không có gì khác hết. Về phần thiết kế ở bên hông, thiết kế bên hông theo như mình thấy thì con Elite 2020 nó thiết kế gọn hơn nha các bạn, gọn hơn nè. Các bạn có thể thấy ở bên Elite 2019 thì nó thiết kế cái đèn xi nhan đằng sau nó hơi dài một chút xíu. Đánh giá về phần sau xe thì các bạn có thể thấy Elite 2019 thì mặt sau xe khá là đơn giản, trong khi Elite 2020 thì nó chạy theo xu hướng. Những cái dòng mà sản phẩm Honda bây giờ thường ra theo cái đuôi như vậy. Đèn phanh cũng như là hai đèn xi nhan thì nó gọn gàng hơn, trong khi Elite 2019 thì nhìn nó hơi hơi thô một chút xíu các bạn. Nó bóp gọn, bóp nhỏ vô này đó, nó bóp hai đèn xi nhan bóp nhỏ vô. Hai con thì đều sử dụng tháng sau là tháng bình thường nha các bạn, tháng bình thường. Và hai con đều sử dụng trang bị động cơ ESP, cơ ESP trên cả hai con. Và sử dụng phục sau luôn, phục sau, phục lò xo, hai phục lò xo. Bộ thiết kế khá giống nhau. Về phần khung thì hai con rất là giống nhau nha các bạn. Về khung nè, không có gì khác hết. Cái đồ gác chân của Elite 2019 có vẻ ngắn hơn á. Nhưng mà là có vẻ ngắn hơn. Thiết kế chỗ này không được đẹp các bạn, nhìn thô quá. Trong khi Elite 2020 thì nó thiết kế phẳng luôn, rất là đẹp. Theo như mình đánh giá thì giá tháng 1 thì hai con đều là 46 triệu nha các bạn. 46 triệu và hiện tại có hai ngân hàng hỗ trợ trả góp luôn, đó chính là Home Credit và HD. Home Credit thì các bạn chỉ cần trả trước 20% thôi, là khoảng 9 triệu 2 thôi. 20%. Ok, cảm ơn các bạn đã coi video của mình nha. Mình vừa so sánh hai con Honda Elite 2019 và Elite 2020. Theo như mình đánh giá thì nếu các bạn muốn sự gọn nhẹ đơn giản thì chọn Elite 2019. Còn nếu các bạn muốn sự mới lạ, hầm hố thì các bạn nên lựa chọn 2020. Nhưng mà theo như mình thì mình là giới trẻ, mình còn trẻ thì mình sẽ lựa 2020. Vì mình nhìn thấy 2019 hơi già một chút xíu, nó hơi đứng tuổi một chút xíu nha các bạn. Ok, đó là đánh giá mình thôi, tùy thuộc các bạn. Ok, cảm ơn các bạn coi video của mình nha. Nếu hay đừng quên like,
và đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn ơi. Mình sẽ luôn luôn cập nhật những mẫu xe mới nhất cho các bạn nha. Cảm ơn và tạm biệt các bạn.